Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Ria kia mình. Và sáng nay thì bên Ghana Free Fire họ đã ra mắt sự kiện lật ô may mắn để có thể trúng được bộ Titan thiết giáp. Thì cái này nó giống hệt như hôm trước tôi chơi ở bên server Trung Đông. Đấy, nhưng mà để xem là ở server Việt Nam thì giá nó rẻ hơn không. Tôi nghĩ là chắc sẽ rẻ hơn, tại vì hôm trước ở bên kia tôi tốn tận 2.000, gần 3.000 kim cương cho cái bộ này. Đấy, giá lật thẻ 9 kim cương, ok con dê. Thì chúng ta cứ lật hết 9 thẻ, kiểu gì chúng ta cũng nhận được thôi. Vâng, là 249 kim cương, 99 kim cương và 99 kim cương tiếp này. Và 199 và đến cái mốc 5 này đã 199 rồi. 299 ha, cay đấy nhỉ. Vâng, 299 tiếp anh em ạ. À như vậy là tự cũng rẻ bên kia 399. À đấy, cứ phải mở đến cái cuối cùng anh em ạ. Thì cái bộ này nó tổng cộng hơn 1000 kim cương tí thôi. Đấy, nói chung là cũng được. Ok con dê. Giờ chúng ta sẽ làm tí chạy bo. Đấy, làm tí chạy bo anh em. Đấy, anh em thấy không? Mặc bộ đồ Titan trông rất cục xúc đấy. Lâu rồi tôi không chơi chạy bo anh em ạ. Đấy, nhiều anh em kêu là tại sao suốt ngày chơi tử chiến, tại vì chơi tử chiến nó nhanh, chơi chạy bo nó lâu. Đấy, ui. Chỗ này tổ chức đại tiệc à? Chết rồi, các bạn xuống đây các bạn săn mình rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Các bạn ơi, cho mình test bộ đồ Titan server Việt Nam tí xem nào. Hôm trước chơi ở bên server kia nó lag quá, đâm ra mình cũng không thoải mái lắm. Đấy, Titan cầm súng luôn. Đấy, Titan cầm súng luôn. Titan của mình vốn nó không có súng, nên là bây giờ mình cầm thêm súng vào, đây là hoàn hảo. Đấy, anh em thấy hoàn hảo không? Quá hoàn hảo luôn. Bình thường Titan mình cầm thì có súng, mình có cầm mình gắn thêm súng vào người là xịn ngay. À, lại đây loot đồ với chúng tôi. Chạy đâu, ui, loot đồ với chúng tôi, chạy đâu con sâu, ui, à đúp này, tươi chưa? Đấy, cậu để ở đấy trong cái huy hiệu thợ săn để không cho mày nhặt. Đấy, cay không? À, cay luôn, đấy, ok, con dê đâu rồi? Ôi, ui giời, thế nghe kia bắn kìa. Vâng, bắn như thế thì bắn nhà bạn ạ, bắn như thế thì không giết được mình đâu, bắn như thế thì dở rồi. Mình đã bắn gà nhất Việt Nam mà bạn có định tranh suất bắn gà ăn mình à? Không được đâu, TCK Candy làm ngay một mạng, easy không anh em? Nói chung là bộ Titan này trông cái độ cục xúc nó khá là cao đấy. Thế là anh em nào mà thích thì mua, không thích thì thôi. Tôi cũng không đặt nặng cái chuyện đấy lắm. Đấy, và tôi cũng cứ kỳ vọng mà chúng ta sẽ có một cái sự kiện gì đấy mà Titan khổng lồ chạy lung tung ở trên bản đồ, xong chúng ta đi bắn nhau với Titan khổng lồ, chắc là nó sẽ hay hơn. Nhưng chắc là bên Ghana họ cũng không có đủ thời gian để họ phát triển một cái sự kiện như vậy. À, có một cái tin cũng khá là buồn đấy là server Việt Nam chúng ta sẽ không có chuỗi sự kiện Titan. Ô, sẽ đứng đấy bạn ơi. Sao lại đứng đấy bạn ơi? NPS bảo thế là lại có 3 kin rồi. Đấy, mình streamer gà nhất Việt Nam nhưng mà có 3 thằng còn gà hơn mình. Đấy, sao lại đứng đấy bạn ơi? Ui, ông này có M82B này, tươi chưa? Ui, vâng, đây này, MP40, mãng xà, hợp lý. Và đóng ngay quả này, mọi người yên tâm chạy bo rồi. Yên tâm chạy bo anh em. Đấy, thì ở server Việt Nam của chúng ta ấy, thì thay vì là sẽ có cái chuỗi sự kiện cày điểm của đại chiến Titan, thì chúng ta sẽ chỉ có một cái sự kiện đó là góp sức nhận quà thôi. Đấy, bên Việt Nam của chúng ta rất hay có kiểu là đi một mình một kiểu. Đấy, tôi không biết lý do tại sao, nhưng mà Việt Nam của chúng ta là thích kiểu một mình một kiểu, thích kiểu cả thế giới người ta cày sự kiện Titan thì chúng ta sẽ chơi mình một kiểu. Đấy, anh em nào mà thích theo dõi về các cái thông tin về sự kiện Titan giống ở bên server nước ngoài ấy, thì anh có thể xem trên kênh Rikaki Studio. Đấy, có nhiều bạn hỏi tại sao tôi phải làm hai kênh, tại vì là có nhiều bạn chỉ thích xem nội dung server Việt Nam thôi, thì các bạn có thể xem trên kênh Rikaki VN, Rikaki Gaming. Đấy, ui thầy, nó có chim gõ kiến, ui nó gõ vào chim rồi, này có chim gõ kiến thôi, nó gõ vào chim thì gọi là căng đét thôi anh em ạ, nhưng mà tôi là Titan, tôi không sợ gì hết, chơi đó. Đấy, chơi luôn, tầm này ngại gì va chạm. Đấy, mình là Titan Chrono nha anh em nhá. Mình là Chrono. À, định bắt bài cậu à, bắt bài cậu à. Cậu có mũ 3 sắp 4, định bắt bài cậu đấy mà. Bắt bài với chúng tôi. Ăn ngay, sơi ngay. Đấy, vào đây làm ngay 4 mạng. Anh em trông con Titan, trông cục xúc không? Mà cái tóc con Titan này nó không bán lẻ nhỉ? Tôi thích cái tóc này, và tôi thích cái mặt nạ này. Chưa thấy bên Ghana bán lẻ mấy cái đồ này.
Hy vọng mà đợt này bên Nga nào sẽ bán lẻ mấy cái mặt nạ của Titan này với con Titan này với Titan tiến công. Đấy, con Titan tiến công thì tiếc là nó không được mặc thêm một số những cái trang phục vào. Đấy, nó không thể bán được server Việt Nam, khá tiếc. Nhưng mà cái điều đấy tôi cũng đã dự đoán từ trước rồi. Đấy, có nhiều bạn bảo là tại sao thế thì còn hợp tác làm gì. Nhưng mà bạn ơi, có phải hợp tác mỗi server Việt Nam đâu. Đấy, Free Fire có tổng cộng là 15-16 server trên thế giới, thì các server khác họ vẫn bán bình thường. Ông Việt Nam chúng ta chỉ ở một trong số 16 server của người ta thôi, thì người ta hợp tác thì cái này bán được, cái kia không bán được, đó là chuyện hết sức là bình thường. Đấy, nó hết sức là bình thường. Như cô Hường ngồi ở cổng trường bán nước đường và đêm nào cũng ngủ trên giường, chứ server Việt Nam không có phải là bố đâu. Ui xồi ôi, cái gì thế này? Tôi nghĩ mà thôi, bạn đi rồi ông sao ạ? Chạy đâu sao ha, vẫn kịp chạy. Vâng, sọt gần với chúng tôi, chưa kịp bắn phát nào, làm cho xin một mạng easy như một trò đùa. 5 kin. Đấy, 5 kin easy, làm mấy mạng, anh em thấy tôi năng suất à? Đấy, chơi mấy phút ăn 4-5 mạng. Đấy, streamer gà nhất Việt Nam, nhưng mà bây giờ cũng tôi phát hiện ra có nhiều người còn gà hơn tôi. Ai không anh em? Quả Titan này rất là ảo. Ok, sau một khoảng thời gian chạy bo thì hôm nay mình đang bị bao vây ở trong cái khu vực cổng trời này. Đấy, có mấy thằng nó tranh thủ ở đây, nó thịt tôi anh em ạ, cay lắm luôn. Đấy, có mấy thằng nó rượt đuổi tôi, vì chúng nó rượt đuổi nhau suốt từ cái đoạn thung lũng đến đây. Và đang có một thằng ở trên tầng 2. Ây da, không ổn rồi bạn ơi. Ui, toang, bạn ơi. Cục thế nhờ. Thằng nào đứng bên ngoài sấy cục xúc thế, may mà mình có Clolo, đúng là thắng bại tại Clolo. Ui, Thiên Nga dậy chết. Vâng, ui, thanh niên Thiên Nga dậy chết. Cậu làm mình sợ đấy, cậu làm tớ sợ đấy, cậu Thiên Nga dậy chết ạ. Vâng, sợ nhờ. Thằng mặc đồ Thiên Nga trắng nó quẩy tôi, anh em ạ, nó cầm vector đôi. Theo anh em là MP40 ăn được vector đôi không? Và để tôi đây tôi khô máu với nó. À thôi, tôi đợi nó xuống tôi khô máu với nó sau. Bây giờ chạy lên không lợi anh em ạ. Chạy lên bây giờ dễ toạc lắm. Có thằng bên ngoài nó đang rình rập nữa. Bây giờ mình đẩy lên phát vào vã mình ngay. Nó vào nó ăn vã mình ngay. Nó ăn tươi nuốt sống mình ngay. Thế thì gãy ngay. Đấy, bây giờ tôi phải di chuyển nó hết sức là di chuyển như một nhẫn giả. Ôi nó xuống. Ui xồi ôi. Và mình chủ động hơn thì bạn dở rồi. Ui nó đến anh em ạ. Vâng, có một thằng nữa nó đang đến. Trèo lên trên thôi. Ở dưới này cá đú với nó không được. Máu mình chưa hồi hết. Giáp mình gần bay rồi. Vâng, phải kiếm cái giáp ở trên này. Không có giáp 2, giáp 3 nào à? Vâng, giáp 2, giáp 3 đâu? Hiện ra ngay. Vâng, tí thì toang anh em ạ. Ok, thì ở bên server nước ngoài ấy, thì họ sẽ có một cái sự kiện. Đấy là sự kiện đại chiến Titan và tạo nhóm 4 người. Nhưng mà thật ra quả của họ thì cũng sẽ chỉ là khẩu SKS hỏa ngục cộng thêm với cái hòm sát đầu lâu thôi. Đấy, nên là nói chung là cái hòm mấy cái đồ mà được miễn phí trong đợt này ấy, thì bên Nga nào vẫn giữ nguyên cho chúng ta, nên là chúng ta cũng không phải lo. Tức là nếu mà bạn có chơi server Việt Nam hay chơi server nước ngoài thì cái lượng quà free, lượng quà miễn phí lần này cũng là như nhau. Đấy, mặc dù là cái sự kiện hợp tác lần này nó hơi phèn tí. Đấy, đồ thì bán không đủ, mà nói chung là sự kiện thì cũng không chạy. Nhưng mà thôi, cũng không sao anh em ạ. Và nói chung là có game để chơi là tốt rồi. Đấy, bây giờ tôi cũng chỉ biết nói như vậy thôi. Còn chúng ta cũng sẽ không có cái chuỗi sự kiện đại chiến Titan giống như ở bên server nước ngoài đâu. Rồi, nào ra đây, cậu vã ra. Và tôi nghĩ là nó đã bỏ đi rồi. Thằng kia nó đứng ở dưới nhà một lúc, nó nghe tôi chém gió, thấy mưa tay và nó đi rồi anh em ạ. Rồi, mình xuống ăn vã thôi nhỉ. Đấy, đây có cái xe này. À, anh em thấy không, tôi lấy kỹ năng của Dasha này là tôi mỗi lần mà tôi nhảy từ cầu thang cửa sổ xuống ngon luôn. Đấy, à, không mất tí máu nào. À đây rồi, đôi giày. Thắng bại tại Clolo, tôi đã nói rồi. Và thắng bại tại Clolo. Bảo rồi không nghe. Ai hồi máu, trận này top 1 chặt anh em ạ. Tầm này 7 kin rồi. Ngại gì mà không lấy cái nốt thì top 1 đi, đúng không anh em? Đấy, mình là Titan thiết giáp cơ mà. Đấy, cả server mà sao cái động tác chạy của Titan thiết giáp ấy, cái bộ trang phục phải trông nó cứ buồn cười kiểu gì nhỉ. Cái động tác chạy của cái chân ấy nhìn nó không được thật như là mấy cái bộ đồ kia.
Đấy, tôi không biết tại sao nhưng mà trông mẹ trông người hơi cồng kềnh. Đấy, ok con dê à, ra lút cái thính nào lấy cái top 1 cho tươi. Uẩn có quả thính kia rơi chỗ thao hồ trông hiểm không? Vâng, à, ha, phát hiện một thanh niên. À, phát hiện một thanh niên, mày chết. Mày chết, lên ăn vã nó luôn. Lên ăn vã thôi anh em. Ai, ui M82B để tươi chưa? À, lên ăn vã nó. Ai, trời cậu, ha, à, bom keo à, được, được, được. Bom keo thì mình cứ đổi qua M82B, mình bắn cho nó uy tín. Đấy, chạy đi bạn ơi. Chạy ngay cho tôi. Chạy đi, hùi chạy đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Ha, à, rạt vỏ bóng keo cũng chí đấy. Từ từ, cậu đổi lại MP40, cậu xuống cậu chơi mày. Đấy, anh em thấy tôi thi đấu linh hoạt không? Đấy, thi đấu phải linh hoạt như thế, nó phải như thế chứ lị. Đấy, đâu rồi, chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu, nó còn đứng đây không ta? Vâng, ôi, M79 à? Ui, cục xúc, không ổn rồi. Đây, mình cũng có M79 hàng pha ke bắn trả rồi bạn đây. Sợ chưa? Đấy, định bắn M79 hàng pha ke của chúng tôi à? Đấy, tươi ngay. Nào, sấy luôn cái tường bóng keo ạ. Mày ở đâu? Ơ, nó đâu nhỉ? Nó đâu nhỉ? À, lại vòng trên này. Chơi cả M79. Ê, chơi. Ôi, thanh niên này còn chơi cả ngộ không nữa ạ. Chịu đấy. Vâng, chơi cả ngộ không, chịu luôn đấy. Ôi, xong rồi, toang rồi ông giáo ạ. Và ui, và quên mất ở trên này nó có một thằng nữa, trời ơi. Thôi làm sao, top 5, được rồi anh em ạ, mình streamer gà, mình có phải streamer kỹ năng đâu. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của streamer gà nhất Việt Nam. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của mình thì quên để lại mình một like, một subscribe nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau, bye bye.